ngày 19 tháng 10 năm 2018, Nguyễn Vy Yên, thành viên của nhóm các tinh thần Khai Minh, luật khoa tạp chí và Haygen đã kêu gọi cộng đồng mạng tham gia dịch tạp chí dân chủ của NED. Mối quan hệ giữa Nguyễn Vy Yên và tạp chí dân chủ đã phát triển qua một số tiến trình gần 2 năm. Cụ thể, năm 1990, giáo sư Larry Diamond sáng lập tạp chí dân chủ Journal of Democracy làm đồng tổng biên tập của tạp chí này. Năm 1994, Larry Diamond sáng lập Diễn đàn Quốc tế về Nghiên cứu Dân chủ trực thuộc NED và dùng cơ quan này để xuất phẩm các ấn bản tạp chí của dân chủ. Năm 1994, Larry Diamond sáng lập Diễn đàn Quốc tế về Nghiên cứu Dân chủ trực thuộc NED và dùng cơ quan này để xuất bản các ấn phẩm của tạp chí dân chủ. Từ thời điểm đó đến nay, tạp chí dân chủ đã thu hút nhiều nhà khoa học xã hội, sử gia, chính khách và nhà hoạt động ở nhiều nước tham gia viết bài, đồng thời trở thành một trong những tạp chí học thuật hàng đầu thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu về dân chủ. Tháng 6 năm 2016, Nguyễn Vy Yên và Minh Anh của nhóm Tinh thần Khai Minh kết thúc một số chương trình hợp tác với nhà xuất bản Tri thức để tham gia hai nhóm chống đối là Luật khoa tạp chí và Haygen. Ngày 16 tháng 11 năm 2016, blog Nguyễn Vy Yên đăng một danh sách các tạp chí chính trị online, trong đó trang đứng đầu là tạp chí Dân chủ. Ngày 22 tháng 12 năm 2016, nhóm Tinh thần Khai Minh bắt đầu thực hiện dự án chuyển ngữ tạp chí Dân chủ, trong đó Nguyễn Vy Yên và Minh Anh dịch các bài viết của tạp chí này để đăng lên website của Khai Minh và Luật khoa. Từ thời điểm đó, họ đã dịch 26 bài viết của tạp chí Dân chủ đến ngày 20 tháng 5 năm 2017 thì ngừng lại. Tháng 6 năm 2018, Voice tổ chức khóa huấn luyện xã hội dân sự vì Việt Nam tại Thái Lan. Nguyễn Vy Yên tham gia khóa học này rồi ở lại văn phòng Voice tại Bangkok, Thái Lan ít nhất đến tháng 9 năm 2018. Nhờ đó, Yên đã gặp Larry Diamond khi ông này đến thăm văn phòng Voice hồi tháng 8. Trong cuộc gặp được Nguyễn Vy Yên ghi lại và đăng lên website của Voice, Larry khuyên giới chống cộng Việt Nam tạo ra một hệ thống đào tạo để phổ biến các giá trị dân chủ một cách sáng tạo, dễ hiểu, dễ gần, qua đó chạm tới được đa số dân chúng. Học hỏi từ các phong trào ở Đông Âu trước đây và học cách áp dụng lý thuyết trò chơi vào chính trị. Ngày 19 tháng 10 năm 2018, Nguyễn Vy Yên dùng Facebook cá nhân để kêu gọi cộng đồng mạng tham gia dịch tạp chí Dân chủ. Yên cho biết, nhóm Tinh thần Khai Minh đã được tạp chí Dân chủ cấp miễn phí tài khoản truy cập cũng như quyền tải sử dụng các bài nghiên cứu. Để khiến người đọc tin tưởng, Yên cũng đăng ảnh chụp một buổi hội thảo mà nhóm Tinh thần Khai Minh và nhà xuất bản Tri thức từng đồng tổ chức tại trụ sở của Vista số 53 Nguyễn Du. Trong form đăng ký tham gia dịch, Yên cho biết những bài dịch cần thuộc 6 chủ đề. 1. Nền chính trị độc tài đang lên của Trung Quốc, nguyên nhân, hiện trạng và viễn cảnh. 2. Diễn biến chính trị của các nước Đông Âu hậu Cộng sản với khuynh hướng quay trở lại độc tài. 3. Tình hình chính trị phức tạp của các nước khu vực Đông Nam Á. 4. Tình hình dân chủ toàn cầu với khuynh hướng suy thái, phi tự do bên cạnh các diễn biến lạc quan của nó. 5. Mối quan hệ giữa dân chủ và tự do từ quá khứ cho đến tương lai. 6. Khái niệm và lý thuyết cơ bản về dân chủ, cung cấp kiến thức sơ đẳng. Tóm lại, có nhiều dấu hiệu cho thấy nhóm Tinh thần Khai Minh đang tổ chức dịch một tạp chí chính trị của NED sau khi gặp gỡ để nghe giáo huấn từ một lãnh đạo của tổ chức NED. Trong những năm gần đây, nhiều tờ báo trong và ngoài nước đã vạch trần bản chất của Quỹ Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ NED. Cụ thể, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã thành lập NED vào năm 1983 để can thiệp vào nền chính trị nội bộ của các quốc gia không theo Mỹ. Bên ngoài, NED dùng ngân sách trong Quốc hội Mỹ cung cấp để tài trợ cho những tổ chức phi chính phủ ở các nước khác nhằm giúp đỡ nhân đạo cho các nước chưa có nền dân chủ. Nhưng trong thực tế, các tổ chức được NED tài trợ đã lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Ba Lan năm 1989, gây ra cuộc cách mạng đường phố ở Serbia năm 2000, ở Georgia năm 2003, ở Kyrgyzstan năm 2005, ở Ukraine năm 2004 và 2014. NED cũng giúp các chính khách thân Mỹ lên nắm quyền trong cuộc bầu cử ở Nicaragua ở năm 1990. Qua việc Larry Diamond khuyên Nguyễn Vy Yên học hỏi từ các phong trào Đông Âu trước đây, có thể thấy NED cần Yên là một công cụ tuyên truyền để chống chế độ chính trị của Việt Nam, chứ không cần Yên nghiên cứu khoa học chính trị một cách khách quan và độc lập. Nhóm Tinh thần Khai Minh chỉ thuần túy nghiên cứu học thuật hay đang làm công cụ tuyên truyền cho nước ngoài? Đây là điều mà độc giả cần phải nhìn rõ.